Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói thêm về tính cách người tuổi kỷ mùi 1979, mệnh thiên thượng hỏa. Nam và nữ, sinh năm 1979 tuổi kỷ mùi, tức tuổi con dê. Thường gọi là thảo dã chi dương, tức dê đồng cỏ. Mệnh hỏa, thiên thượng hỏa, nghĩa là lửa trên trời. Ánh sáng từ trên trời, vốn được ví như sự quang minh, lỗi lạc, vì vậy người tuổi kỷ mùi có bản mệnh thiên thượng hòa là những người thông minh nhưng cũng khá thẳng tính không thích sự mờ ám và luôn sống ngay thẳng tuổi kỷ mùi 1979 mệnh thiên thượng hòa là mẫu người rất nhiệt tình trong mọi chuyện sẵn sàng giúp đỡ người khác sống hào phóng tuy nhiên nhược điểm là khá nóng tính tuy nhiên họ lại rất độ lượng và hào phóng với những người xung quanh tuổi kỷ mùi, mệnh thiên thượng hòa, luôn thể hiện một cá tính cao quý, phẩm chất tốt đẹp, sang trọng. Nhưng cũng nên bỏ qua sự kiêu ngạo, ham danh lợi, tự tin thái quá, thì phú quý mới có thể ghé vào được. Cũng giống như ánh sáng mặt trời, chỉ phát tán năng lượng, mà không hề mong nhận lại. Nên họ luôn giúp đỡ, phân đấu cống hiến hết mình cho cuộc đời, cho cộng đồng, và xã hội một cách vô tư. Không hề toan tính lợi ích, không hề tư lợi cá nhân luôn thể hiện một con người với nguồn năng lượng tràn đầy trong mình khi họ làm bất cứ là công việc gì họ chẳng biết mệt là gì đừng vì vậy mà lạm dụng sức khỏe có thể đến một lúc nào đó bạn sẽ thấy mệt mỏi và căng thẳng người tuổi kỷ mùi mệnh thiên thượng hòa yêu nghệ thuật giỏi văn thơ thích những màu sắc đa dạng không chỉ vậy họ còn là người trụng danh vọng địa vị quyền hành đôi khi còn độc đoán làm theo ý và sở thích của bản thân thiếu suy nghĩ chín chắn, kỹ càng, nhiều khi phải trả giá, cho quyết định của bản thân mình. Tử vi người tuổi mùi, cho thấy họ có trí thăng tiến, quan hệ xã giao hòa đồng, nên vòng bạn bè rộng rãi. Tính tình dịu dàng, nên thường đứng ra lo liệu cho người khác. Cá tính hướng nội, vẻ ngoài nhu thuận, nhưng bên trong quyết liệt. Trong công việc thì cần mật, chi tiết, suy nghĩ chu đáo, nên mọi người rất tin tưởng bạn. Trong mọi mặt họ luôn tỏ ra quyết liệt, và dũng cảm, tuổi mùi rất hiếu thuận chịu khó chịu khổ tinh thần thường nhúng chút màu bí hiểm chủ yếu do bạn quá tin tưởng vào chuyện tâm linh người này dễ trở thành một tín đồ phật giáo ước muốn học hỏi vô cùng lớn chỉ một chút kiến thức thiếu thôi cũng khiến họ lao hết mình để tìm hiểu người tuổi mùi rất gần gũi với gia đình thích thiên nhiên trong thâm tâm luôn có tư thế cao quý độ lượng là người có duyên lành nên quý nhân tụ rất nhiều mà nâng đỡ sự nghiệp Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mũi quan tâm, một ý kiến đóng góp, hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.